Xin chào tất cả mọi người, mình là Mô Thủy và hôm nay Thủy đứng ở Việt Nam Next Top Model với vị trí là mentor. Anh thì anh chẳng có suy nghĩ gì cả, ai ngồi ở đấy cũng được. Cái vấn đề chính là vui chơi, không vui giải tán. Tất cả mọi người đều có cơ hội của mọi người đều ngang nhau. Cái vấn đề chính là vận may đến lúc nào thì bạn sẽ được gọi tên lúc đó. Còn tại sao Mô Thủy lại không được ngồi vào đấy? Và nếu như nói là có tí cá nhân thì tại sao Mô Thủy là người mà Nam Trung cũng góp phần tìm kiếm ra tại sao một người học sinh của Nam Trung lại không đủ tố chất để có thể ngồi vào vị trí giám khảo. Và chưa muốn nói rằng là sau cuộc thi thì Mâu Thủy là một trong những thí sinh cố gắng khá nhiều để có thể giữ vững được cái chức danh, cái ngôi vị quán quân. Và đây cũng là một trong những điều mà Trung đánh giá rất cao về Thủy. Còn thật sự thì nhiều khi cơ hội nó đến nhưng mà bạn cũng phải thể hiện như thế nào thì cái hào quang đấy nó thuộc mới thuộc về bạn. Còn cơ hội tất cả mọi người cũng đều nhau mà thôi. Chúng nghĩ là như vậy. Chắc chắn sẽ có rất nhiều những thùng thông tin hai chiều, người ủng hộ, người thì không. Nhưng các bạn khoan vội đánh giá đã. Các bạn hãy cho tất cả mọi người một cơ hội như nhau. Tất cả chúng tôi, những người mẫu mới hay những người mẫu cũ hay những người lão làng đi nữa, tất cả đều có những cơ hội được tỏa sáng và được tất cả mọi người công nhận. Chúng ta hãy đợi qua rất nhiều tập và từ từ đánh cho một đánh giá khách quan. Đối với cá nhân Võ Hoàng Yến, Thủy là một người có tiềm năng, có tố chất. Bởi vì chính những người có tiềm năng và tố chất mới có thể đạt được những ngôi vị cao nhất trong những cuộc thi. Thì tại sao không? Giống như Võ Hoàng Yến cũng vậy, cũng từng là một trong những người mẫu mới. Và từ từ đi lên bằng năng lực của mình, chúng ta hãy cho họ những cơ hội như vậy. Đối với Yến thì Yến nghĩ là mình chẳng bao giờ kiêng nể ai cả. Yến nghĩ là làm cách nào để có được một mùa giải tuyệt vời nhất, một mùa giải ấn tượng nhất, cũng như là một cũng như là những cái kinh nghiệm tốt nhất truyền đạt cho thí sinh và chọn ra được một người quán quân xứng đáng nhất. Điều đó mới là điều quan trọng và mấu chốt của chương trình. Thành ra đối với những giám khảo thì ý nghĩ là chắc chắn là sẽ không có sự kiêng nể gì ở đây. Nếu như các giám khảo đều có những cái ý kiến trái chiều với nhau thì chắc chắn những cuộc xung đột sẽ mở ra, rất là chuyện bình thường. Khi mà ngồi chung với lại chị Võ Hoàng Yến và anh Nam Trung thì chắc chắn cái sự hồi hộp không thể nào tránh khỏi, bởi vì chị Hoàng Yến là một người đàn chị và anh Nam Trung, mình nói thẳng hơn là thầy của Thủy, hồi đó chấm Thủy để được quán quân Next Top Model. Nhưng mà không phải vì vậy mà Thủy e ngại cái vị trí này, nếu mà e ngại là Thủy đã không chấp nhận rồi. Nhưng mà đối với Thủy, tất cả đều là trải nghiệm và Thủy muốn chứng minh được rằng là khi mình đã lao động vất vả và mình được mọi người ủng hộ, và khi mà đứng ở vị trí này cũng giống như là một cái nguồn cảm hứng cho các bạn người mẫu trẻ. Các bạn cứ đến đây và một ngày nào đó bạn sẽ ngồi lên vị trí mentor. Các bạn nghĩ rằng ban tổ chức ưu ái cho Thủy hả? Nhưng mà không đâu, tại vì những sự cố gắng của Thủy trong những năm vừa qua, Thủy đã là quán quân của Next Top Model 6 năm rồi, và 6 năm Thủy đã lao động rất là vất vả. Cho nên khi mà đứng ở vị trí ngày hôm nay, rất là cảm ơn ban tổ chức, và song song đó cũng chứng minh được rằng khán giả, mọi người đã ủng hộ như là đã theo dõi Thủy trong chặng đường vừa qua để Thủy có cơ hội đứng ngay ở đây ngày hôm nay. Nếu mà mọi người nghĩ Thủy là vẫn chưa đủ kinh nghiệm để có thể cho các bạn những kỹ năng tốt thì các bạn hãy chờ xem những tập tiếp theo nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.